Phương Hằng, vợ chồng tôi cứng đầu như nhau. Diễn viên Phương Hằng cho biết trong 7 năm hôn nhân, vợ chồng cô nhiều lần bất hòa vì cả hai đều bướng bỉnh. Nhân kỷ niệm 7 năm cưới, diễn viên Phương Hằng và ca sĩ Anh Tâm tiết lộ về cuộc sống hôn nhân, những vui buồn, thử thách họ từng trải qua trong thời gian bên nhau. Lúc mới yêu ai chẳng thích làm đẹp lòng nửa kia. Về chung nhà, hai con người xa lạ tự nhiên có chung mối quan hệ gia đình, xã hội, từ đó dễ nảy sinh nhiều vấn đề. Tật xấu của mỗi người dần bộc lộ nên để hòa hợp, có hôn nhân bền vững là điều không dễ, Anh Tâm nói. Theo ca sĩ, trong làng giải trí, vợ chồng anh được mọi người xem là cặp sao hạnh phúc, cuộc sống êm đềm, không scandal, nhưng thực tế giữa họ từng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Anh Tâm kể trước đây vợ chồng anh hay tranh luận rồi cãi nhau vì những việc không đâu, chủ yếu liên quan tới người khác. Cả hai luôn có những quan điểm bất đồng về cùng một vấn đề và không ai chịu nhường ai. Chúng tôi bướng bỉnh, cứng đầu như nhau. Về sau, cả hai nhận ra là người nhà thì không cần phải hơn thua đúng sai. Mỗi khi có mâu thuẫn, hai đứa chọn cách im lặng để cái tôi dịu xuống, bản thân bình tĩnh hơn mới nói chuyện tiếp. Phương Hằng cho biết, anh Tâm thấy may mắn bởi từ khi mới hẹn hò, anh và bà xã đã giao ước, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, cả những điều bản thân thích và không thích ở nửa kia. Chúng tôi chung quan điểm nếu không nói ra suy nghĩ của mình thì làm sao người kia hiểu được. Dù là vợ chồng, mỗi người vẫn là một cá thể, có suy nghĩ, quan điểm riêng. Những vấn đề nhỏ nhặt nếu không được giải quyết, cứ dồn lại, đến một ngày giọt nước tràn ly, mọi thứ sẽ đổ bể hết, anh Tâm nói. Theo anh Tâm, anh thuộc tiếp đàn ông tư duy hiện đại, không đòi hỏi vợ phải giỏi giang, quán xuyến hết việc nhà. Phụ nữ bây giờ giỏi, bản lĩnh, nhiều người có sự nghiệp riêng rất thành công. Tôi nghĩ mình đi làm về mệt thì vợ cũng mệt. Vì thế, chúng tôi cùng san sẻ việc nhà. Trước đây, Hằng không giỏi nội trợ, hầu như tôi phải làm hết, nhưng vài năm nay cô ấy đã tiến bộ hơn xưa, anh Tâm tiết lộ. Phương Hằng nhớ ngày mới cưới cô từng thấy rất áp lực khi sống chung với anh Tâm bởi ông xã dường như là người đàn ông hoàn hảo, không khuyết điểm, kỹ tính từng ly từng tí. Cái khăn khi rửa mặt xong tôi móc lên nhưng anh ấy trông thấy sẽ xếp lại bốn góc thẳng băng. Một ngày 10 lần thì đúng 10 lần như vậy. Tôi là phụ nữ, nhiều khi đồ trang điểm để lung tung ông xã cũng sắp xếp lại ngay ngắn. Trong mắt anh Tâm, chỉ cần cái gì đó không đúng vị trí thì anh cất đi liền, Phương Hằng kể. Anh Tâm quan niệm là vợ chồng, để hôn nhân hạnh phúc, hai người trong cuộc cần tôn trọng, chấp nhận cả thói quen, tật xấu của nhau, không cố gắng bắt nữa, còn lại phải thay đổi theo ý mình. Cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Phương Hằng nói bí quyết để vợ chồng cô giữ được hôn nhân là luôn tin tưởng nhau. Anh Tâm chưa bao giờ làm điều gì sai, nhưng bản thân tôi là phụ nữ đôi khi vẫn có những điều ông xã làm mà tôi thấy không thích. Nói ra thì nghe rất vô lý nhưng tôi vẫn nói cho anh biết. Những gì tôi không thích ông xã làm thì bản thân cũng không làm, để đôi bên cảm thấy công bằng, tôn trọng nhau. Ví dụ, tôi không muốn chồng tụ tập bạn bè quá khuya nên cứ đi quay phim xong tôi sẽ về nhà luôn, Phương Hằng nói. Anh Tâm chung quan điểm với vợ. Ca sĩ nói sau khi cưới, anh và bà xã giống nhau ở chỗ đi đâu cũng muốn về nhà sớm. Họ cảm thấy ngôi nhà là nơi mình được yêu thương, bảo vệ, được là chính mình, không phải che giấu điều gì. Anh Tâm nói anh may mắn khi lấy được người phụ nữ như Phương Hằng bởi cô không phải tiếp phụ nữ thích kiểm soát chồng. Nữ diễn viên chỉ âm thầm làm gương cho ông xã thấy điều gì nên làm, điều gì không. Cô ấy không bao giờ la cà đi chơi khuya nên tôi làm gì cũng phải nghĩ tới vợ, không để bà xã buồn. Sống như thế lâu dần thành thói quen. Giờ ngoài thời gian dành cho công việc, vợ chồng tôi luôn quay quần, quấn quýt bên nhau. Đi đâu không có vợ bên cạnh, tôi tự động cập nhật mọi thứ diễn ra ở đó cho bà xã biết. Hằng cũng làm vậy. Đôi khi những việc nhỏ nhặt như vậy lại giúp hôn nhân bền vững, anh Tâm cho hay. Sau 7 năm kết hôn vợ chồng Phương Hằng, anh Tâm vẫn đang hưởng hạnh phúc son rỗi, chưa vướng bận con cái. Ngoài thời gian dành cho công việc, họ giữ thói quen thỉnh thoảng chở nhau đi chơi, hẹn hò xem phim, du lịch để hâm nóng tình cảm, nạp năng lượng mới cho bản thân. Phương Hằng nói cô mãn nguyện khi có người chồng như anh Tâm. Nhiều đồng nghiệp hay nói đùa tôi bị cùng chồng quá. Thật ra anh Tâm đã hy sinh quá nhiều thứ cho tôi, có nhiều điều âm thầm tôi không biết được, Phương Hằng cho biết. Theo nữ diễn viên, nhờ chồng động viên, hỗ trợ hết mình,
cô mới có những bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên thừa nhận mình là người yếu đuối, hay dựa dẫm vào chồng. Cô nói trên con đường làm nghệ thuật, nhiều lúc bản thân muốn bỏ cuộc giữa chừng vì không đủ kiên trì. Những lần như vậy, ông xã chủ động gác lại công việc để đồng hành, làm chỗ dựa cho cô. Phương Hằng cho rằng với cô kết hôn với anh Tâm là quyết định đúng đắn nhất. Phương Hằng sinh năm 1989, từng đóng các phim Thứ Ba Học Trò, Ông Tơ Bà Nguyệt, Chân Tình, Thủy Cúc, nhưng tới Gạo Nếp Gạo Tẻ, cô mới được chú ý nhiều. Nhờ vai Út Minh trong phim này, cô giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Cánh Diều 2018. Ca sĩ Anh Tâm sinh năm 1984. Anh từng theo học khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Anh hiện hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ, diễn viên. Anh Tâm được khán giả biết đến qua các ca khúc như Một Cuộc Tình Tan Vỡ, Song Ca Với Minh Hằng, Lại Gần Hôn Anh, Để Em Rời Xa. Anh từng có nghệ danh Tim Hai, Ác và chung công ty quản lý với ca sĩ Minh Hằng. Từ năm 2010, anh Tâm trở thành ca sĩ tự do. Có thời gian anh tạm ngưng ca hát để tập trung làm kinh doanh. Ngoài âm nhạc, anh còn tham gia lĩnh vực phim ảnh, được khán giả biết đến qua bộ phim Mẹ Ơi Con Về. Anh Tâm kết hôn với Phương Hằng từ năm 2017. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.